Xin chào chú anh chị nha, hiện tại thì em đang đứng trước căn nhà này ha. Ở đây là thuộc xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi nha. Đó thì hôm nay thì em có ghi hình đang bán trên chủ nhà là một bộ mẹ con đực Rajasthan nha cô chú anh chị. Đây là con mà đực ha. Con mà đực con này thì em kiểm tra về chân móng là hoàn thiện ha. Bốn chân hoàn thiện đứng thẳng hết nha. Móng sò, rốn bím thì nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Còn đây là phần mông đùi đít của nó nha. Đó hoàn thiện hết nha anh chị. Để em tiến gần quay cho anh chị coi ha. Rồi để em quay qua đây, quay sát mặt cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Đây là sát mặt của nó nha, đầu trụi nha anh chị. Sát mặt sát lưng nghiêm chỉnh ha, cua bật cho anh chị luôn. Đó, dẫu yếm thì nói chung là đầy đủ rồi nha cô chú anh chị. Mông đùi đít ha, hoàn thiện hết luôn, đầy đủ nha. Con bò con này thì em lấy thước cam đo ngay sát lưng á, thì chiều cao đó là 1m02 nha anh chị. 1m02 ha. Con đực này á thì anh chủ nhà đã sổ giàm rồi nha anh chị. Đã sổ giàm cho anh chị luôn rồi nha. Con này thì được 4 tháng tuổi nha cô chú anh chị. Đó từ chân móng xé tích thì em kiểm tra rồi rất là kỹ rồi nha cô chú anh chị. Đó tất cả là nghiêm chỉnh hoàn thiện hết nha. Đó chiều cao là 1m02 nha. Đó con bò này thì nó là dòng xin Rajasthan nha chị, tay nhỏ nha. Đó đã sổ giàm cho anh chị luôn, cứng cáp nha anh chị. Đó rất là đẹp bò ha. Đó rồi sau đây thì em sẽ quay về con bò mẹ ha. Con bò mẹ này á thì nó là mẫu bò Bombay nha chị, mẫu Bombay đòn ha. Đó đây là sắc mặt của nó nha. Cái gu thì nó có xà màu nha chị, sắc lưng cũng nghiêm chỉnh luôn. Đó cái gu này có xà màu nha chị nhưng mà hết rồi nha. Đó sắc lưng nghiêm chỉnh nè, dài đòn, hoa lớn nha chị. Con bò này hoa đen hoa lớn nha, cái đuôi to đuôi dày nha, vú thì vú bự nha chị. Cái vú này á, là do cái con bò con nó bú nó rị nha chị nên là vú hơi bị thòng ha. Đó thì em cũng nói rõ cho cô chú anh chị em luôn ha. Còn chân móng thì em kiểm tra trước sau là hoàn thiện ha. Móng sò có kiềng khú nhẹ luôn. Còn chiều cao thì hồi nãy em đo thì con bò mẹ này cao là 1m21 bò nha anh chị. Em đo ngay sát lưng ha. Đó hoa thì hoa đen, đuôi lớn, đuôi dày nha anh chị, rất là đẹp nha. Đó con bò này thì em kiểm tra về cái phần lườn á, ngay dưới giữa ngay cái giò trước nha anh chị thì có miếng giấy lườn bong bong ha, trắng trắng nha anh chị, không có nhiều nha. Đó. Đây là con đực nó, đực cách man con. Con bò mẹ này á thì nó đang ôm con là lứa thứ hai nha anh chị. Và anh chủ nhà có nói em á là cái con bò mẹ này thì anh đã bơm 3B là gần 2 tháng rồi nha. Rồi em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha, là cái bò mẹ con đực Rajasthan này á thì anh chủ nhà bán mức giá là 35 triệu ha. Giá này thì em đã thương lượng với anh chủ nhà hồi nãy rồi nha. Đó giá này thì có bớt chú đỉnh đường xa để cho cô chú anh chị mình nuôi có lời ha. Tại vì nhà anh bây giờ thì bò cái rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó thì ngày hôm nay thì anh có nhờ em xuống ghi hình đăng bán lại ở cái bò mẹ con này cho cô chú anh chị em mình gần xa, mình có muốn mua mình đem về nuôi bò sinh sản á thì anh bán mức giá là 35 triệu ha, bớt chút đỉnh đường xe cho cô chú anh chị em mình ha. Đó rồi nếu như mà cô chú anh chị mình nhắm ưng được cái bò mẹ con này mình nuôi á, tại vì cái bò mẹ con này ngày hôm nay em lên á thì nó cũng rất là tốt bò nha anh chị, và trong tầm tiền này á thì anh chị có thể nào mà sở hữu ngay cái cặp thứ hai mà yên vậy nha anh chị, bò rất là tốt nha. Bò này mình đem về mình nuôi sinh sản á thì mình nhân giống ra sau này nó rất là tốt nha anh chị, giá rất là rẻ nha. Đó 35 triệu có bớt chủ đỉnh xe ha. Đó bò này thì em đã kiểm tra rồi ha, thì em cũng xin nhắc lại cho anh chị ha, tất cả cái bò mẹ con này chân móng hoàn thiện, sát tích cũng nghiêm chỉnh ha, nên là cô chú anh chị mình yên tâm ha. Đó anh chị mình mà muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp ngay cho em. Đó và anh chị muốn giữ cái bò mẹ con này cho riêng mình á thì anh chị cứ cọc trước em là 1 triệu 2 triệu ha, thì em sẽ giao bò này đến tận nhà cho anh chị là trong thời gian sớm nhất nha. Còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn gặp tập tiếp theo của em nữa nha. Anh chị đừng quên nhấn like và bật ngay chuông thông báo đăng ký kênh của em để chúng ta là theo dõi cái video mới của em vào ngày hôm sau nha.